Chào Minh Khoa. Minh Khoa hôm nay ra công viên chơi à con? Vâng ạ. Minh Khoa, chỗ này có quả bóng này. Ôi nhiều bóng quá. Trên cây sao mà nhiều bóng thế nhỉ? Quả bóng màu gì đấy Minh Khoa ơi? Màu tím. Đúng rồi, một quả bóng màu tím. Màu gì nữa nhỉ? Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây, đưa mẹ cầm hộ cho. Mưa giỏ quả rồi bay qua đây. À mưa quá, thế là bóng bay mắc vào cây luôn nhỉ? Con vừa lấy quả bóng màu gì đấy nhỉ? Màu vàng. Đâu, con giơ lên cho các bạn xem nào. Đúng rồi, một quả bóng màu vàng nữa. Quả bóng màu đỏ. Màu xanh đúng không? Ôi các bạn ơi, có rất là nhiều bóng ở trên cây nhá. Minh Khoa đang đi nhặt bóng đây này. Đưa mẹ cầm hộ cho. Đưa hết đây mẹ cầm hộ nha. Đấy đúng rồi. Tiếp đưa mẹ cầm hộ đi. Màu gì nhỉ? Minh Khoa giơ đây biển. Đấy đúng rồi, mình để xuống đấy lát nữa mình lấy nhá. Wow. Đúng rồi. Màu xanh nước biển đúng không? Màu gì nhỉ? Màu vàng đúng rồi. Đúng rồi. Ơ Khoa ơi, có một hộp gì đây con ơi? Ơ có một hộp gì này, Minh Khoa lấy cho mẹ xem nào. Hộp bóng. Wow, các bạn ơi, ở trên cây này nhá, có một cái hộp rất là to. À, đây là hộp bơm bóng Uni này các bạn. Ở bên trong có rất là nhiều anh. À, đúng rồi. Minh Khoa ơi, bây giờ mẹ con mình cùng khám phá hộp bóng này nhá. Vâng. Đi thôi. Đúng rồi, bây giờ các bạn cùng khám phá hộp bóng với Minh Khoa nhá, xem bên trong là có gì. Các bạn nhớ xem hết video để xem cái hộp đồ chơi này nó thú vị như thế nào nhá. Đây, ở ngoài hộp cũng có nhiều hình các con vật nhá, để chúng mình làm mẫu và có thể làm theo. Có cả cái kiếm. Ừ, có cả hình một thanh kiếm nhỉ. Rồi, mình để đây nhá. Rồi. Còn đây này các bạn ơi, đây là cái hộp, cái máy để bơm bóng nhá. Đây con ơi, cái đế của nó này. Con lắp vào. Đây các bạn ơi, còn cái này nhá, để lát nữa là chúng mình sẽ cho bóng vào cái này để chúng mình bơm. Đây các bạn nhá, những quả bóng có nhiều hình khác nhau nhá. Để lát nữa chúng mình còn lắp ghép thành hình các con vật. Đấy, có hình cái tai này, cái tai hoặc cái chân này. Rất là đẹp. Đây là cái đế để các con vật nhá, để giữ cho nó không bị ngã này. Minh Khoa ơi, bây giờ mẹ con mình sẽ bơm bóng cho các bạn xem nhá. Minh Khoa ơi, bây giờ hai mẹ con mình sẽ bơm một quả bóng đầu tiên để làm đầu con sâu nhá. Minh Khoa bơm cho mẹ một quả bóng màu xanh lá nào. Con bỏ màu cam ra đi. Bây giờ chúng mình bơm quả bóng màu xanh lá trước. Con cho vào đi. Mình sẽ cho vào cái nắp đấy rồi đậy lại nhờ. Con đẩy cái lẫy xuống. Rồi con lắp vào máy cho mẹ. Từ từ con ơi, chưa được. Chưa được con, để mẹ xoay đã. Đây, chúng mình phải ấn xuống xoay, sau đó mình mới bật lẫy. Bơm đi con. Rồi con lấy ra đi. Từ con ơi, bật giả cái lẫy của nó lên. Đấy, sau đó thì con mới xoay lại. Con lấy bóng ra cho mẹ xem nào. Đâu, đưa mẹ xem nào. Đây các bạn ơi, chúng mình đã được một cái đầu của con sâu rồi nhá. Giờ chúng mình sẽ làm các phần tiếp theo nhá. Giờ mình sẽ làm màu gì nhỉ? Cam. Màu cam nhá, con đưa màu cam cho mẹ. Vào. Đóng vào để giữ nha. Rồi lại lắp vào máy. Rồi con bơm đi, bơm mạnh vào.
Quả này mình sẽ bơm nhỏ hơn nhá, tại vì nó là phần thân. Con cứ bơm đi, lúc nào được mẹ sẽ bảo. Một phát nữa đi con. Rồi. Đây là quả bóng thứ hai. Đây là mình sẽ làm phần thân của con sâu nhỉ. Bây giờ mẹ muốn một cái thân nữa đi con. Màu tím. Rồi nào con đưa cho mẹ nào. Thích không con? Làm bóng này vui đúng không? Mỗi lần mình chơi bóng bay mãi rồi, hôm nay mình sẽ chơi bóng uni. Nó sẽ khác hơn. Cái bóng này nó rất là dai các bạn ạ. Nó rất mềm và rất dai. Bơm đi. Nữa. Thêm một tí nữa coi. Một tí nữa. Rồi. Đây, Minh Khoa vừa bơm được một quả bóng màu tím nha các bạn. Rồi tiếp theo mình lại bơm tiếp một màu cam nữa nhá. Một màu đỏ cam. Ừ, màu đỏ cam. Bơm nè. Bơm mạnh lên con. Đấy, nó đang to rồi. Một quả bóng màu hồng cam đúng không? Màu đỏ cam. À, màu đỏ cam đúng rồi. Các bạn ơi, Minh Khoa vừa bơm xong 4 quả bóng nhá. Bây giờ chúng mình sẽ lắp thành một con sâu nhá. Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng quả bóng màu xanh làm đầu con sâu nhá. Minh Khoa dán mắt đi nào. Đây, chúng mình sẽ sử dụng cái này để dán làm mắt con sâu. Còn cái phần này mình sẽ làm mỏ con sâu luôn nhá. Làm miệng con sâu luôn này. Con dán đi. Một mắt này. Mẹ xem nào. Đây các bạn ơi, con sâu có hai cái mắt rồi nhá. Tiếp theo mình sẽ dán tai nhá. Đây con dán tai đi. Đấy đúng rồi. Hai cái tai con sâu luôn. Đâu mẹ xem nào. Ôi hơi lệch một tí mẹ sửa hộ nhá. Đây các bạn ơi, hai cái tai con sâu nhá. Đấy, thế là mình đã hoàn thành xong cái đầu của con sâu rồi. Bây giờ mình sẽ lắp ghép các phần của con sâu lại với nhau nhá. Đây, chúng mình sẽ sử dụng cái nút trắng này. Đấy, sau đó con dán vào. Đây, đây con dán như thế này. Đấy, được một phần. Đây con. Để đứng trước để cho các bạn xem nữa. Đấy. Thế là chúng mình đã sắp hoàn thiện con sâu rồi các bạn. Đây, còn 5 nốt phần cuối cùng. Wow. Thế là Minh Khoa vừa làm được một con sâu nhỉ. Các bạn, Minh Khoa lắp xong một con sâu rồi à. Rồi, Minh Khoa vừa lắp xong một con sâu đúng không? Bây giờ con để ở chỗ con đi. Đây con để ra góc kia. Con sâu nằm đấy nhá, để chúng mình làm tiếp một con khác nhá. Rồi, bây giờ Minh Khoa ơi, mẹ con mình sẽ làm một con tiếp theo nhá. Rồi chúng mình sẽ làm một con gà con đi. Minh Khoa cho mẹ một quả bóng màu xanh hay là màu tím đi. Xanh. Màu xanh lá cây nhá. Con bơm thật to vào. Bơm mạnh vào con. Các bạn ơi, đây là một quả bóng màu xanh lá nhá. Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng quả bóng này để làm một chú gà con, được không? Đây các bạn ơi, mình vừa làm xong một chú gà con nhá. Đây có thể là một chú gà con hoặc là một chú chim con cũng giống nhỉ? Các bạn ơi, theo các bạn đây là một chú gà con hay một chú chim con nhỉ? Các bạn nhớ đưa ra ý kiến của mình và nhớ bình luận trên video của Minh Khoa nhá. Bây giờ mình sẽ làm tiếp một con chuột nhá. Bây giờ chúng mình làm một con chuột màu tím đi. Là con bơm quả bóng màu tím cho mẹ. Mình bơm thật mạnh để cho quả bóng nó to lên nhá. Đây nha, bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để làm thành hình một con chuột nhá. Minh Khoa dán mắt cho mẹ nè. Mình lại dán mắt giống như kiểu dán mắt cho chú gà ấy. Đưa mẹ dán hộ cho. À bây giờ Minh Khoa dán tai đi. Đây con, một cái tai đây nữa.
Đấy, các bạn ơi, chúng mình đã xong cái đầu chuột nhá. Bây giờ mình sẽ dán thêm cho chuột, chú chuột này, 4 cái chân nữa nhá. Mình sẽ sử dụng luôn mấy cái này để làm chân. À, bây giờ con bơm một quả bóng nữa đi để làm phần thân của chú chuột. Con bơm cho mẹ màu hồng đi. Bơm to vào, bơm mạnh lên con. Đây các bạn ơi, chúng mình đã xong phần thân của chuột nhá. Đây các bạn ơi, chúng mình sẽ sử dụng những cái đầu này để làm chân của chú chuột con nhá. Mình sẽ làm 4 cái chân. Bây giờ mình chỉ làm 3 cái thôi. Đây các bạn ơi, chúng mình vừa hoàn thành xong một chú chuột con nhá. Trông rất là đáng yêu. Bây giờ Minh Khoa sẽ bơm tiếp quả bóng màu tím để làm đầu của con vật thứ tư. Chúng mình còn ít đồ cho nên mẹ cũng chưa biết là nó thành con gì luôn. Bơm mạnh vào con để cho quả bóng to lên. Rồi, chúng mình vừa bơm được một quả bóng màu tím nhá. Cái này mẹ lại sử dụng làm đầu của một con vật tiếp theo nhá. Giờ Minh Khoa lại dán mắt cho mẹ, làm hai cái mắt to đi. À, bây giờ mình xem này, mình có thể làm được một con gì. Còn mấy cái đồ này thôi mẹ cũng chưa biết là có thể làm được hình gì nữa. Đấy là một cái màu nhỉ. Đây con thử dán hai cái cánh này sang hai bên nè. Đây nữa con. Đây các bạn nhé, chúng mình đã xong phần đầu con vật thứ tư rồi. Hiện tại là chị cũng chưa biết nó là con gì luôn. Để xem chúng mình sẽ làm thêm phần thân của nó nữa nhé. Mình cũng sử dụng cái này để kết nối giữa phần đầu và phần thân nhá. Đấy, đã xong phần thân và bây giờ mình sẽ lắp cho nó 4 cái chân nhá. Theo các bạn đây là con gì nhỉ? Các bạn cũng nhớ để lại bình luận ở trên video nhá. Theo các bạn đây là con gì? Đây Minh Khoa, hiện tại là Minh Khoa cũng chưa biết là con gì luôn nhỉ. Bây giờ chúng mình cùng nhìn lại 4 con vật Minh Khoa vừa làm nha các bạn. Các bạn ơi, với một cái máy làm bóng uni nhá, Minh Khoa đã tạo ra được 4 con vật. Đây có một con sâu này, một chú gà con, một chú chuột và một cái chú gì đây nhỉ? Một con vật cuối cùng là con gì đây mẹ cũng chưa biết luôn Minh Khoa. Các bạn ơi, nếu như yêu thích video này của Minh Khoa, các bạn đừng tiếc một like để ủng hộ cho Minh Khoa nhá. Và các bạn cũng nhớ là nhấn vào nút đăng ký để sau này có thể theo dõi nhiều video hấp dẫn hơn của Minh Khoa nhé. Minh Khoa ơi, chào tạm biệt các bạn đi nào. Chào tạm biệt các bạn.